Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bồ Sơn Kỳ Hương. Đức Ngài chứng minh gián tiếp hộ cơ và chứng minh gia hộ cho tất cả chư quý vị đạo tâm ban tín đồ Phật giáo, cùng là tất cả bổn đạo đồng đạo của mình. Xin các ngài các đấng trở lại bằng tá bút để khai cơ độ chúng. Đó là hiện giờ đây, bần đã tả cho tất cả quý vị được hiểu biết rằng một đoạn thơ cuối cùng mang tựa là người xưa trở lại, mong các đấng từ bi gia hộ cho chúng sanh. Vì có các cấp hiền triết buổi trước để trở về, để tá trần mượn thể kim thân tục lỵ này để khuyến đạo dẫn đời, cùng đã gợi lên những tiếng gì hồi xưa nọ, hồi bàn cổ, hồi thở nào. Tất cả quý vị đạo tâm, tâm thanh tịnh, để rồi hiểu biết được người xưa đó là ai, ở đâu, bây giờ phải làm gì, nơi cõi nào họ xuống đây vậy, hay từ quả địa cầu nào sang qua quả địa cầu này. Thì quý vị ráng thanh tịnh để rồi nhận thức hiểu biết rằng mình được các bậc ngày xưa trở lại để giáo dục nhắc nhở, để đem tình thương an lạc quốc. Ráng trau dồi tất cả Phật tử, ráng ôn tồn nhã nhặn chút nữa, ráng kỷ cương nghiêm túc, đừng hờ hững mang tội với ơn trên trời Phật. Giờ này chúng ta phải ráng cố gắng, vì người xưa đã phất bóng lâu rồi mà hiện giờ này còn phóng quang, còn hiện bằng linh khí quang xuống để độ ta, cứu ta, giúp ta, để giải thoát cho ta. Mong tất cả quý vị, giờ này bần tiện cũng không muốn nói nữa đâu, nhưng gần kề rồi, một phút giây đi bần suy nghĩ, bần sẽ an rảnh để thanh tịnh tham thuyền quán tượng. Còn bây giờ này bần phải nói hết cho tất cả chư quý vị anh chị em của mình được hiểu rõ. Từ khi rời bỏ ngôi đài, hạ trần gian thế bị ai nào sầu, người xưa có mất đâu đâu. Thuận chiều xuôi gió dài dầu gian cơ, người xưa ta bút kịp giờ. Khuyên dân mà dân trang đợi chờ nghe dân, người xưa trở lại tá trần. Đặng khuyên ba tánh xa gần ráng tin, ráng tu cứu được thân mình. Bận nghèo quyết chí tận tình tứ ta. Từ khi rời bỏ cung xuống miền hạ giới, thiết ta nặng nề. Tại sao tiên cảnh không về, lễ mình nơi chốn trần mê bụi hồng, nhổ phiền thế sự lòng đông. Nghe lời bần nhắc thoát dòng nguy cơ, đừng lo tính chuyện hiện giờ. Giang nguy mà lập lại bên bờ còn đâu bần hèn. Ta lột đôi câu nhắn cùng tất cả, thoát âu xa gần. Ráng tu bơ bơ quan dân, sau này
này mà đại hội Phật thần thánh tiên. Tu mau thoát nghiệp gông xiềng, đừng lo việc thế chuyện miên nhiều đời, bận hàng nói chuyện chơi vơi. Nói trong đời tốt nói là đời thánh, nói cho cô bác chị anh hiểu rằng chân lý làm lành mau đi, sau này bằng sẽ cứu nguy người xưa trở lại ra thì khuyến trần. Khuyên xa rồi lại khuyên gần, dù cho nay tạo mấy tầng không sao, thân bần chịu khổ để lao, bốn mùa tám tiết không nao đớn lòng, mong sao tìm được giống dòng, đem về thoát khỏi kém mà cầm ngục dương. Chứ thấy đời như vậy mà thương, cho nên làm gián làm đường ngữ qua, tính đi tất cả nhà nhà. Bận hèn nói chuyện gần xa thăm tình, ai ngoan răng ngó ráng nhìn, bận đâu có đẹp có xinh như trần. Bên ngoài bận quá cơ bận, bên trong hồn được sáng ngần thới lai. Chỉ cho ba tánh ngày mai ráng tu trở lại bồng lai hướng, nhờ sự đời sắp đến bây giờ, còn đâu mà đợi mà chờ bớ dân. Nghe ta rỗi ráng chuyên cần kỳ ba náo nhiệt, rần rần tiêu tan. Đừng mấy thước ngọc đền vàng, ở ăn mà tạp tinh đàng hoàng sao lui. Có chi mà lại ham vui, người xưa nhắc nhở đức nuôi cơn sầu. Vậy mà trận hạ rõ đâu, lòng ta buồn khổ thoát hầu bến mê. Mà âu chân lẽ bước trở về, thẳng đường mà giữa cội Bồ Đề Tây Phan. Chứ bây giờ ba tánh trần gian nào đâu có biết nghiệp mang dậy đầy, phải lo tu niệm canh chạy nghiệp kia tiêu hết. Giờ này bình yên mỗi người thọ lãnh quan thiên, họ mang nhiều kiếp mà đảo điên nhiều đời. Giấy mà chung cứ thảnh thơi, không nghe bần giảng chứ đôi lời thiết cơ tha. Thiết tha tha thiết từng nhà réo kêu, đời mạc quỷ mà giấy ở đầy. Ta nói theo Đức Phật Thầy, gót chân còn phai bụng lầy cu mang. Quân này chưa được rảnh ràng, đâu còn tích tịch tịch tảng làm gì. Mong cầu bá tánh tu đi đắng mà, ngày đến cứu nguy cận kề, tại sao còn mây nhúm kề. Ta đem mà cơ pháp chỉnh tề khuyên lớn, khuyên hoài còn mấy thua ông, không lo niệm Phật qua cơn bão loạn. Ở này ba tánh ba con, nếu thương mà bận giữ lòng son hằng ngày. Chuyện đời trăm đắng ngàn cay, bần thấy như vậy thay lai. Kêu dùm kêu rồi bị thú chưa bị hùng, cọp béo vào tay tường, miệng hùng răng xương. Phàm trần thấy vậy đau thương, bần xuống thế sự làm đường cho ngự đi. Sau này gặp cánh gian nguy, nói cho ba tánh từng ly ạc ào. Nghe đi bần khóc chưa bần gào, quên tàn mà nhiều
sự chưa làm sao dân thường. Lớp đau lớp chết đầy đường, lớp nghèo lớp đói tuyết xương dạng dài. Lớp kẻ chết lớp kẻ ăn mày, lớp người độc ác chứ bị ở đài ngục môn. Lớp mất xác lớp lại tiêu hồn, lớp thì thành thú thành tròn nơi mới. Lớp thì đời rách tả tôi kêu trời khóc Phật, vậy thời được đâu. Lớp mua mẹo rồi lại cây sâu, sau này trảm thủ chứ biêu đầu nào hay. Chứ cỡ trời mai tạo dần xây, tả thơ bằng nói chứ rơi đầy ước mi. Chứ bằng xuống gặp phải chứ thời kỳ không yên mà thân phận chứ tay ti rã rời. Bằng năng niệm Phật cầu trời giúp cho thế sự chứ đôi lời sửa xây. Chứ vậy mà ba tánh không hay, cứ lo hung dữ mà lại gây tan bồng. Bằng thương sợ mất giống mơ dòng, lo toan mà lo liệu bảo giống không lường. Ở này ấp xóm phố phường thành đó cũng dễ chứ gian đường cũng mà nói. Đáng tu sống để mà coi, coi trời mà Phật lập mà giống mơ nồi đức ân. Sống coi qua hỏi ngày gần tới đây rổ rổ chứ rần rần biết cỡ bao. Chứ ai khôn tu tình cho mau, đặng mà thoát chốn đề lao huỳnh thuyền. Ngày nay ai biết làm hiền, đó là căn của Phật tiên lâm phàm. Ngày nay hiền hậu chứ ai làm, đúng là căn trước lưng đàm đời nay. Nếu ai tình ngộ chứ không sai, đúng là căn Phật Như Lai. Chớ gì sau này phản bốn quần ly, đâu còn mà ở chốn phương phi lửa hồng. Nếu ai dọn dẹp sạch trong thì là người ấy chứ thuộc dòng bùa sớm. Nếu ai cực khổ không sợ, giống dòng mà sơn bổ chứ tiếng đờn gian gian. Nếu ai hành đạo không than, quan tình chưa chấp cụ mang chứ nặng lề, đó là hành đạo chưa bồ đề. Tây phương mà an tịnh chứ cận kề nay mai. Người nào xoay đá trong gai, chịu nhiều cực khổ chứ bồng lai phản hồi. Nếu ai chấp nhận chứ quá nhồi, thì máu hết khổ chứ tiêu rồi nghiệp xưa. Chứ nếu ai sớm muối chiều dưa, thì là thuyền cậu mà vẫn đưa ngựa về. Nếu ai còn mấy nắng nề, chắc rằng phải chịu chứ đi về ngục môn. Nếu ai không tỉnh xác hồn, thì là tan nát thú tròn sẽ tan. Nếu ai vật chất còn mang thì là thiếu đốt như than kia kìa. Nếu ai chẳng biết quay về thì là chìm đắm trong địa ngục dương.
Nếu ai còn mãi nghịch cường thì là bị quỷ chung đường tua la đốt thiêu hồn xác vậy mà. Đâu còn mà tồn tại lập tòa chứng minh. Nếu ai còn chống còn kinh thì là bị quỷ mà tình báo ở đời báo cho hồn xác ta tới. Sống còn mà chịu khổ chứ tới bời xác xương. Nếu ai ngỗ nghịch muôn đường thì là bị khổ tan xương. Vậy ở đầy kỳ giờ nghiệp lực cho bùa vậy. Trời sai mà yêu quái cả bầy báo gian. Báo người ngỗ nghịch nghênh ngang chừa người niệm Phật Phật đàn chứng trí cho báo người. Không biết sự gì đảo điên điên đảo từng ly bước đường. Báo người không nhận không nhường. Mặt kia sang tỏ không đường thôi lui. Báo người hay dễ mê vui, ham sáng ham cảnh vui ngồi biết bao. Báo người không chịu tu mau, mắng trời chữ Phật, lao lao tin ra thì là phải bị chứ quỷ ma. Trời trên mà cấp xuống cho ta bà khảo dân. Khảo xa rồi lại khảo gần, thấy rồi bần khổ tai lần. Biết nhiều cho nên bần mới rêu kêu, ráng tu ráng tịnh rồi nghiệp tiêu không còn. Nghe đi bơ bơ bà con, người xưa trở lại vẫn còn. Ra thơ người xưa trở lại đợi chờ, thấy dân mà bà tanh chứ lũ mờ làm sao. Ta đâu có ở trên cao, ở nơi dương thế đồng bào nhìn coi. Chờ trên gian tiên túc còi, ta về mà qua hội ta coi Phật trời. Giữ hung ác nghiệt ơi, chắc rằng khổ sở chịu mới chứ tan hồn. Nghiệp xưa nay đã dập dồn, khảo tra mà quá nặng chứ xác hồn thiêu tan. Biến thiên biến thái rõ ràng, ta mất cho biết các hàng tu sinh. Đang tu đừng chống đừng kình, làm sao mà nhàn nhẹ chứ thành minh ngút trời. Danh danh lời lời ai ơi, làm sao sống được coi đời. Long qua ta nhìn thấy cần không xa, rồi rồi ít kẻ mà người ta nói chuyện. Quỷ ma nay đảo mây điên, mượn trần nhập thể vô biên la lùng. Bóng ma bóng quỷ chập chùng, làm cho mà bần khổ chứ bần khùng biết bao. Nói ra nước mắt tuôn trào, nói hoài nói mãi làm sao có ngừng. Nói cho kẻ dại vui mừng, bảo thôi mà đừng có lại dừng mau đi. Vui trong thế giới cố kỳ, vui trà vui rượu làm chi chớ bớ trần. Vui mãi rồi lại chứ mê thân, mê vàng mà mê ngọc, mê lần tiêu diêu. Mê sai bông sắc mỹ miều, thần tiên mà bỏ hết chính ở chiều. Thon giòn chứ mê mồi, miếng đỉnh cho món ngon. Bỏ tiên mà bỏ Phật không tròn, đạo nhân mê xa rồi lại mê gần. Mê ngon mà mê béo chứ đủ phần khen chê.
ở này ai tỉnh còn mê bần gian mấy tiếng nặng nề thiết ca tha người xưa trở lại chứ đây mà quyên dân mà vợ chung cho thiết tha biết bao trần gian ngấn lệ ta lao phiên tu rồi ráng làm sao cho tròn ở này ba tánh ba con quân thàng bần hỡi lại còn đéo kêu kêu bơi rồi lại kêu chiều kêu ôi vất vả biết nhiều chốn mà phàm vừa kêu tay nọ vừa làm chân kia mà vừa bước cho lưng đàm phật tiên nếu ai biết được bần hiền thì là tiếp nối tiếp ba liền Như Lai bây giờ bần tỉnh không sai kêu trong ba tánh mấy ai nghe lời danh danh lợi lạc ta tới chi bằng nghe Phật đổi đời rồi coi long qua đại hội hắn hồi bần đâu mà nói dối với răng coi bớ mộng trong ba tánh vui tươi răng tu răng tỉnh cho người quy nguyên bình sinh cho thế sự không hiền bận ngồi tính lại quan khiên nhiều đời lạnh sao ba tánh lạnh thôi nghe đi mà bần giảng chứ coi đời lông qua làm sao hết tánh quỷ ma thân này không có yêu tà bảo giai làm sao kiên tánh Như Lai tu trống rồi lại tu ngoài mơ thanh mình tu đừng sợ dứt dành dù cho cuối bãi đâu gần không sao nghĩ ra nước mắt bần trào thiền môn mà đóng cửa chứ dám nào khai đâu từ đây có heo qua sầu thì tờ để lại năm châu giật mình còn ba tiếng sấm khai minh không trung mới dậy loạn chúa sinh mới ra đời khổ đau cách mấy dân ơi nghe bằng sửa đổi coi đời vui thay vui tiên vui thánh Như Lai vui trong mà bồng đảo ngay xem vàng ta vui gặp họ gặp hàng gặp tiên gặp Phật gặp đàn thần linh ta vui đâu có phì tình vui mùa trí lạc bụng sình em dơ ta vui cánh Phật đang chờ cánh tiên mà đang nhớ chứ bên bờ thoát ra vui mùa tiết mới long qua vui ông Di Lạc cho Phật Bà Quan Âm chỉ dạy dân đường lối cho thì thầm vui ngài Phật Ca Lập mà tri âm trong đời vui thay ba tánh đi ngao chơi ngao miền bồng đảo chứ nào nơi chứ đáo bồng vui mùa hoa nở rất đông vui thương buồn ghét tâm không an nhàn ta vui rồi lại xê xanh vui mùa hoa nở đầy làng bơ dân ta vui rồi lại cân phân khuyên trong trần hạ xa gần ráng tin ráng y tu rồi hãy liếc nhìn tớ đây phải chịu ù minh chứ bái người thôi rồi tay trắng trắng tay đen thui mà trời đất đêm ngày tường đấu buồn đời ta nhắc đôi câu lận bài soạn bổn chứ người đâu có thường dân nam chưa có tình thương làm sao gặp đức phật dương cha đời thôi mau tỉnh dậy người ơi bận nghèo không khổ chứ đem lời nhủ
chư ba gia, hãy ráng làm hiền. Đặng về cõi tịnh du miền Tây Phương, thấy đời như vậy mà thương. Ác tâm xốc xáo muôn đường chưa gian cơ, làm cho quỷ đợi chứ ma chờ. Làm sao mà qua được bên bờ giác ngang. Ráng đi cực khổ đừng than, để ta xâm xót coi màn thần tiên. Nói chung bần chẳng nói riêng, nếu ai chơi điếc chơi điên chơi khùng, bần chẳng tâm giả lung tung, ngồi đâu cũng sáng chứ đại hùng qua sông. Màu trơn lùi gót trần hồng, nếu ai mà chậm trễ hồn lòng nát tan. Đừng mê sự sáng cao sang, cửa nhà như vậy thành hang. Bất ngờ ngày mai thầy hỏi cậu chờ, nước đâu mà nước lại chứ tràn bờ quá cao. Mau chân bơ bớ đồng bào trễ rồi, ta biết chứ làm sao phiếm trần. Thầy người ôi hại chứ mê tân, như ta trở lại am tần. Hồi hương đâu còn khổ não vấn vương, tại ngự mê nhiễm chỉ nhiều đường gian nan. Mê của rồi lại mê vàng, mê hoàng mê chức họ hàng bỏ rơi. Mê rồi đặng có nào chơi, tới đây dậm đất kêu trời hét la. Mê chơi bỏ chúa bỏ cha bỏ tiên bỏ thánh bỏ nhà ngồi xưa. Mê chơi chứ mối thật không chừa, rủ ren mà ma quê chứ ghét ưa Phật trời. Ghét ưa ta cũng thảnh thơi, tôn ta ta cũng vẹn ngời trí minh. Chứ lại cầu các đấng chứ thần linh hộ cho ba tánh chứ dân tình. Còn nguyên hộ người biết được làm hiền, biết câu bác ái chứ nói ra liền không xa. Buộc cho thế sự chứ vậy mà, canh trường mà khao thức chứ đâm đà nào an. Ráng hạ lo mà giữ hỏi kho tàng, kêu dân mà kêu xóm ấp làng. Từ đây thuyền cơ máy tàu dần xây, nhắc cho dân biết chứ vậy. Giờ này cơ thiên từ đây xảy đến không hiền, chỉ bằng biết được nói liền dân nghe. Hiền nhân chờ Phật chở che, còn đồ hung dữ chứ sợ e lọt ào. Vì người cái miệng bạo hao, cái tâm mà hỗn loạn chứ cái màu đua chen. Việc xong khổ sở nhiều phen, ta về mà tiếng động mở đèn lùa ly. Chúc cầu cô bác chân di, ráng tô mà ráng sửa chứ hành nghi của mình. Ngày nay bần tở chứ ăn xin, xin thuyền xin bạc xin thành thánh nhân. Xin xa rồi lại xin gần, xin bú phú xin bần xin trọng xin khinh. Hay là xin chỉ tấm mơ tình, quay về mà cửa Phật cái đặng nhìn với nhau. Xin trong ba tánh đồng bào, một sắc một màu đừng có đua chen. Xin người bớt ngồi bớt khen, bớt buồn bớt ca tuổi chứ làm đèn lướt qua.
xin người tránh lớp tà ma, đừng trông đừng mộng lỡ qua sắc tài, xin người thoát tục trần ai gót chân của Phật chứ Như Lai dám bừa. Xin người đừng ghét đừng ưa, mau mau tỉnh dậy ban trưa cứu đời, xin người tỉnh bớ người ơi. Người xưa trở lại mở lời dễ thương, dù cho dài dạn gió sương. Một cung một cõi một đường mà thôi, đáng lo thanh tịnh thì ngồi nết na mà dọn dẹp chứ dung bồi hành trang. Bao năm bần chịu cơ hàng, khổ thân không biết rên than, ai hoài mong cầu Phật Pháp Như Lai, hộ trì bần được sống mơ dài phiến trần. Nói buồn nói chuyện thiên cơ, nói trong đời tục nói giờ đợi si, nói cho cô bác vậy thì hiểu thông mà nguồn cội lý trí trưng bày. Từ đây náo nhiệt thiên tai, sĩ bần nghèo khổ thay lai muôn bề, mau chân lẹ bước quay về, thấy chưa kẻ sợ ngư tề cách xa. Nhìn đi cho kỳ màu da, bụi trần mà xám nắng thiết ta, trăm điều linh hồn thấy chủ Phật yêu. Xác thân mà đừng có cánh kêu nhiều bài, thẳng đường trở lại sân thế, yêu cầu ba tánh mà đừng mê bần mừng. Từ đây đổi hết núi rừng, biển kia cũng đổi trở hừng hướng đông, mít cho ba tánh chờ mong, coi dừng mà gặp trận bão giông lên trời. Bằng nhắn nhủ lại mấy lời, người xưa bi thuyết dịu dời thâm sâu, chứ bây giờ khẩu nói đôi câu, lời lành để lại bể dâu không lường, ở ai ở phố phường còn mang mà chuyện giả mất đường thần tiên. Máu về giết nghiệp quăng khiên, bần ngồi bần nói buồn riêng cho người. Mau trực tiếp vui tươi hồn xác, mau nguyện cầu Bồ Tát Quan Âm, mau lo dọn dẹp hồn tâm, mau về tắm rửa nhiều năm sạch ngần, mau tính dậy toàn phần có mặt, mau lui chân thầy dắt cho về. Mau nghe bần giảng bận phê, buổi này thúc hối nặng nề làm sao, người xưa trở lại chưa ngã nào. Khuyên nhân mà cụ chung đồng bào ơn ma, bần năng không cửa chớ không nhà, từ bi mà nấp bóng mưa coi ở đà, rành rang chút phiền trong ba tánh trần gian, lượng xí kim cổ rồi bàn chưa xem chơi, từ đây hé lộ chứ cơ trời, dân nam mà đau khổ vậy thôi chờ coi. Tớ đây việc quốc chứ lập nồi, chờ thánh tiên Phật thúc còi thì ra, gần ngày mở hội chứ không xa, rồi rồi ít kẻ chứ người ta bớ trần. Tại sao ta nói giận lân, nói cho bá tánh muôn phần thượng tri, chứ tội ta nói pháp làm gì, nói kinh mà nói kệ chứ vậy thì cho ai. Nói người tỉnh hay nói người sai, tỉnh rồi phải ráng kệ thay bút thầy,
còn sai, ráng sửa chứ ráng xây. Đúng giờ cũng tỉnh chứ gặp thầy Bổ Sơn, nếu ai cực khổ không sờn. Hỏi thân mà cải sửa chứ qua cơn não nồng. Người sao cái miệng long đông, cái tâm không có cái lòng. Cho quạnh hiu ta đi sáng rồi lại đi chiều, nhìn xem mà bà tâm cho chính chiều thôn giôn. Thấy rồi mắt ca lệ hao mòn, từ đây sắp tới trăng tròn. Rồi lu chứ nghĩ mình một bậc chứ hiện tu, tu cho ba tánh công phu chứ Phật ngài. Tu cho ba tánh trần ai, làm gương mà thế hệ chứ làm bài cho dân. Khuyên ba tánh ngàn cân ngọc lượng, phiền đời này cho vui sướng chi đâu. Buồn đời nói chút đôi câu, nói cho dân biết đừng sầu nghe dân. Giờ này đừng có bần phân, nếu không tịnh diệt hồn thần thoát xa. Nếu không dùng chữ Di Đà, dùng câu mà trì niệm ma ha chứ Phật ngài. Nếu không bỏ trốn trần ai, trở về mà bạch ngọc Như Lai chứ hộ trì. Nếu không đừng nghĩ sự gì, cút mau cho khỏi vậy thì trần nhớ. Nếu không Phật đợi thì chờ, còn không mà bỏ xác cho bên bờ giang biên. Nếu không cũng tờ như điên, không áo không quyền chức phận cao xa. Từ khi không cửa không nhà, chỉ tâm mà tự thiện chứ thoát ra ngày nào. Người xưa trở lại đặng gào, kiếp mình mà từng đón cái lập màu nhiều nơi. Người xưa đâu được thánh thơi, cây bút cờ trời giáo đạo năm phương. Người xưa nhắc nhở cho thận thường, từ kim mà chi cổ dòng đường lỡ quanh. Người xưa đâu có giật dành, không chen không lấn mối manh hồng trần. Người xưa ráng tỉnh cho hồn thần, đặng tu mà đắc đạo chứ về lần báo châu. Ở này cô bắt đâu đâu hiểu chưa, mà bần nói từng câu chứ lưu đời để cho cô bắt xem chơi. Bần hèn mà khôn khổ cho đem lời thuyết minh. Hôm nay bần khổ bần nhìn, phiền chồng cố bác tình huynh sống còn. Vợ này khổ sở toàn do, cẩn rồi mà nước nuôi bành non tan hồn. Từ đây muôn sự dập dồn, coi chừng mất xác mất cả hồn ra cho. Từ đây lấp biển thì giờ gò, thiên ban mà giảng hạnh Phật lo chứ cho trần. Bận kêu cô bắt xa gần, ráng lo mà cứu chúng về lần. Phật tiên kỳ ba thế sự không hiền, xu này ba tánh mà đạo điên linh hồn. Số dần ai dạy ai khôn, ai còn ai mất trường tồn. Đâu qua đâu nói cho mà cô bác tinh thâu, đừng mê say nữa dí dầu ồ ơ. Đời kia tư gấp bây giờ, tại sao không tỉnh còn mơ bơ trần. Căn dặn tất cả chưa toàn phần, gắn tu mà gắn tỉnh hồn lẫn về ngôi. Tu thờ phải để đừng bôi, đứng đi cũng dây, nằm ngồi cũng trao. Rồi xưa trở lại mới gào, dạy dân mà cho đúng chứ vào trào dự thi. Đừng mê đừng nghĩ việc gì, ráng lo mà công quá từ khi chứ giờ. Sau này nên cuộc nên thơ,
Bây giờ thế nãy miệng thờ còn đâu? Nếu ai qua được nghiệp cầu, ta đưa về đến ngôi lầu. Thanh nhân kêu xa rồi lại kêu gần, tiếng trong mà bả tanh cho phú bần nào khinh. Này này bơ bơ chúng sinh, bỏ đi đừng chống chứ đừng cần, nghe chưa? Sắp đây bão tố mây mưa, nó đâu có ghét có ưa như phàm. Bây giờ ba tánh còn ham, làm sao mà thầy lại cho lĩnh đàm thiên cơ? Mạo chân lẽ bước đúng giờ, lời này ta nói không chờ nữa đâu. Phiên trong cô bác từng câu, có héo quá sầu người phải bỏ tay. Kiểu đêm rời lại kêu ngày, từ khi mà đánh thượng cung đài lâm xa. Phiên trong ba tánh thì chị bà, kỳ này mà phải rang kỳ nhẫn hòa thương nhau. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay bần tiện xin giới thiệu cùng là chư quý vị đạo tâm, là trong một lời thơ này, là lời thơ của người xưa trở lại. Mong tất cả chư quý vị đạo nhân thiện sĩ cố gắng trao dồi đạo hành, đức từ bi thường hành gia hộ cho tất cả chúng sanh. Bần khổ không muốn nói nữa. Nếu không nói thì ai đã thay bần lo cho cơ hội này? Tất cả chư quý vị thiện nam tín nữ phải ráng cố học trình cho đến nơi đến chốn, đừng bỏ dở uổng lắm. Mong tất cả thiện đạo nhân trí thức hiền lành mau xóa tan sự mịt mờ u tối ấy, đặng phát minh tinh thần sáng suốt, trực tiếp trực giảng Tây Phương. Vậy kính mong tất cả chư quý vị bần khổ gian nan quá dập dồi, nghĩ mình lặng lẽ lại đơn côi. Muôn gian báo chúc người cải xưa, đừng nghĩ ta nay quá bận tồi. Người ấy là ai, lúc thở nào, thở xưa ba tánh chớ âm hao. Thở còn kiếm cổ ngày kia đó, phải ráng tu đi chớ lòng nao. Người thở nào nay hiện lại kề, người xưa thở nọ chẳng có mê. Tình ngộ đi trò ta cân nhắc, Tây Phương cực lạc thẳng đường về. Bần nhắc trò nghèo nên hiểu lý, bụi này bốt mực chính thầy phê. Biển khơi dồi dập sóng tàn, gom trong thế sự dở màn không hay. Chứ thiên cơ máy tạo giờ này, nói cho mà bà tâm chứ canh chày tường chưa. Rồi đây gió tạt mây mưa, dần mẹ mà nhìn thấy không mơ vừa. Nghe dân tối tăm mà bãi nhật chứ tại trần, thiên cơ mà ta lỡ chứ cho phần nghiền nhân. Nghe rồi đừng có bâng phân, mau mau mà sửa đổi chứ hồn mơ thần bình yên. Bá già ba tánh chưa lý phiền, làm cho mà thầy tổ chứ đau điên sát hồn. Từ đây bao cảnh dập dồn,
lắng tâm mà niệm Phật chí tồn. Long qua chết tính rồi đời ấy không xa, nhìn kia thú dữ mà yêu tà quá đông. Ta đang rập đứt bồi công, giúp người qua biển qua sông, chứ mê đồ giúp cho ba tánh thì chỉ có. Ráng về mà dẹn giữ cho tâm nó nức lòng. Bao năm xa cách giống dòng, ngày nay hiệp lại đáo bồng. Ăn vui cho Tây phương đạo lý nếm ma mùi, ta đem mà cơ đảo cho sụp sùi trần nhớ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, đệ từ đệ bi rộng lượng thứ tha cho tất cả bá gia bá tánh chốn hồng trần này. Bà bỏ thì chúng sanh đã chết hoài hết, cầu Bồ Tát Quan Âm chứng minh thứ tha tội lỗi nhiều đời kiếp cho bá gia bá tánh. Nam mô A Di Đà Phật. Cộng lại lời nói này bằng xin cân nhắc cho tất cả chư quý vị và biết được người xưa trở lại là ai, cũng là phàm chứ đâu có ai. Mong chư quý vị phải cố gắng để rồi nghĩ suy cho kỹ để tiếp nối theo tất cả. Thôi được rồi, bây giờ kết thúc chương trình hôm nay. Bần cũng vô buồn, bần năng là đức cậu đó. Giờ này bần sẽ nói với tất cả quý vị, ráng tu kỹ lưỡng, ráng làm sao cho mình khỏi tội lỗi nơi chốn phàm này để sang Phật quốc. Phải cố kiên trì nhẫn nại mọi điều kiện hiện diện trước mắt ta, đủ thứ tranh sắc màu lè lè, đủ cảnh tội lỗi của phàm trần, đủ tất cả những thú vật có mặt ở địa cầu chung vi với ta, đủ loại người tà gian sắc sảo âm mưu thù hận trước mắt ta. Ta không nên phụ lòng kẻ ác, ta không trọng đãi người thiền. Ta xem nếu đó là gương của mình, thiền ta sẽ học hỏi, nếu giữ cũng nhờ gương ấy ta xa cách. Hôm nay bằng mong tất cả đồng đạo phải cố gắng. Bần xin nhắc nhở lời này, để rồi bần có lui gót thì tất cả quý vị phải ráng gương ấy mà nhìn xem, để rồi tu tập học lực Phật khuôn phép lễ độ trang hoàng. Tất cả đạo tâm có biết không, mình cũng vì cái khẩu mà mang tội nhiều sự phá, dội dã lầm lạc sai đi, mang tội không thể gỡ ra đâu. Đừng tưởng mình nói lớn tiếng, đừng tưởng mình nói mạnh dạn, nói đau khổ, nói hằn học mà mình đã có một tài liệu của thần tiên đâu. Điều đó trọng vọng một phút giây, biết rằng nói ngay thẳng, nhưng ta quá vọng, thành ra bị bất khuất lắm. Hôm nay không nên nói lớn tiếng nữa, bất cứ thịnh hoạn lâu gặp một chuyện gì trở ngại nắm nó mới dùng như vậy, còn bằng không thì tất cả chư quý vị cứ dùng bằng pháp từ bi chí thiện lành tốt đẹp, không một lời nói mất đức mất nhân, không một lời nói mất đạo nghĩa, không một lời nói dâm ô tục tử, không một lời nói làm cho nó buồn phiền mình, không một lời than gian khắc khổ, không một cử chỉ hành động xấu xa đê tiện, mà người tu phải chứng quả tại thế. Có nghĩa là những cái quả nghiệp đưa đến ta sẽ biết liền quả đó từ đời nào đến bây giờ. Ta chấp nhận trả hay không thì ta cũng phải biết được để ta thoát dòng tục lụy. Hôm nay bần xin nhắc nhở cho chư quý vị đạo tâm anh chị em của mình.
Nếu đồng hương đồng chí, thiện tâm với nhau thì dám cố gắng để xây lưng đầu cần, tình nghĩa anh em kim bằng thủ túc, còn tình đồng đạo cao cả hơn nữa cả, đó là đời thôi. Mong quý vị ráng tu kỹ lưỡng lại từ ghi đứng nằm ngồi kể từ đây, phải lặp lại tất cả những gì mới mẻ, xóa bỏ đi những cái cũ kỹ xưa rồi, để lấy lại được khôi phục nguồn sinh lực và từng hơi thở tỉ tiết của chúng ta. Đừng dội dàng quá khen tặng người tốt, đừng dội chê những người xấu, đừng có lo những chuyện chưa tới, phải giải quyết những chuyện đã kề ta rồi. Những sự việc đau khổ ở trên đời này, đó là của mình. Nếu mình thấy ăn xin ăn mày tật huyền chi vân vân, nếu cảnh sung sướng khổ đau quằn quại này thì cũng của ta đó. Vì lẽ đó cho nên gương ấy ta không nên xóa mờ được, mà ta phải đáng cố gắng ẩn nhận, có nghĩa là nhắc nhở đạo đồng. Ta nhắc nhở đạo đồng lời cho hạnh từ bi đau xót vô cùng, lo mãi hoài ta chẳng ung dung, sợ bá tánh ngài cùng mang tội lỗi, đây sắp tới đời thôi nhiều nỗi, ta mới khuyên lại trội tiếng về. Khắp nơi nơi bá tánh ồ uế, thần tiên Phật tràn trề nước mắt. Nghe bần giảng buổi này cân nhắc, buổi nguy cơ thắt ngực làm sao, tỉnh đi người nước mắt bần trào mong, tất cả làm sao cho vàng. Phải cố gắng quang minh không có thèn, có cơ hàng ráng giữ vẹn niềm vui, chỗ nơi đây là chỗ bụi ngồi, sai đâm đó rồi lụy thân mất đó. Bằng căn dặn tiền vàng của bó ráng làm sao sáng tỏ trong lòng, nghiệp bây giờ bá tánh trả cho xong sao mới được thoát dòng trần ly. Bận nói giảng cho ai người trí, nhắc nhở lòng tu kỹ thoát mau, tu từ tất đất ngon rau, thương nhân thương vật làm sao cho nhàn. Bần muốn nói cảnh cơ hàng là quý, sáng trao dồi trong thế ở kỷ ngày mai. Về đi ráng tình đừng sai, bần nghèo soi đá trong mơ gai gặp rình. Bần nhắn nhủ rồi bần xin một chuyện, ráng ngồi tu cho Phật hiển toàn thân, đặng mai mở hội qua trần, con người nối tiếp đài thần long hoa. Biết sự khổ nên thiết tha tha thiết, biết màn trời tiêu diệt cần rồi, lỗ cơ màu để ba tánh nhìn coi, khai mặt đạo để đem giống nòi về an lạc quốc. Bần xin nói rồi đây bần cất, nói nay rồi mai mất không còn,
tìm nghĩa nhân để gặp lại bà con, hạnh bần khổ như son tỏ rõ. Quyền ba tánh không chuông không mơ mộ, khai đạo nhân sáng tỏ như đèn. Chợ bần nghèo nhưng thôi thói nhiều phen, chịu chấp nhận là trôi rèn sáng suốt. Mau tu tịnh đây rồi kết cuộc, tội nhiều đời biết cái chuột nào ra. Bận ngồi thiết thiết ta ta, mong cầu cô bác gần xa về lần. Bận khổ não nhưng không cần không nghi, nghe tiếng ai rên rỉ gian cầu, lẽ nào giờ bỏ chung thoát âu. Ai tịnh diệt tới hang sâu đài núi, tình nhân loại quan liêu trong bụi, tình đạo đồng nâng ắt cái chuỗi ngày qua. Về đi anh chị chú ba, lời lành bần nhắc nhở liền xa ráng tầm. Ai khôn ngoan như vàng cầm một cành, ai ngu si tập tánh phạm nhân, thì sao mất cảnh đại thần. Đâu còn gì nữa tai lần hột châu, sáng tỉnh dậy đi rồi ngồi lỗ đắp đau. Ráng đi người tay thảo bút yên, giờ này ta phải cuộn điên. Điện cho thế hệ không hiền nghe dân, điên rồi phiến xa gần có mặt, điên nghèo tàn dẫn dắt thi sinh. Ngày nay bần đã nhiệt tình, nhổ lời nhắc nhở đạo mình hiện chung. Nếu nghe được ngày cùng bần nói giảng, cũng là giờ biến cản non mòn. Nghĩ cuộc đời sao quá toan vòn, không tu tịnh lại còn nghiệp nặng. Nhìn cho kỹ bóng tùng ta đã nhân, gửi thơ đề lòng lấy ta phương. Về đi gìn giữ giảng đường, nói rằng qua hội khai trường gần bên. Nay mai khổ xây nền lập đạo, thì tẩy đi hung bạo gian manh. Nếu không nó giật nó giành, đài tuyên mà mất hết đài thành cũng lắm. Mong quý vị rắn giả câm giả điếc, gọi ta bà náo nhiệt bi ai. Nhổ lần nhắc nhở đừng sai, kiểm trong chân tánh kiểm ngoài châu thân. Kiểm đi quý vị rồi biết toàn phần như ý, buổi quân tàn bần chỉ cho tường. Ráng sống còn gặp Đức Phật Dương, để tỏ thế mở trường dạy đạo. Dân cũng hết bảo kia cùng hết, ráng tu hành thầy mê mệt nói thôi. Nhắc lòng người sống mà coi, tu hành chân thật rồi coi quá trời. Thành giới si dinh nhục người ơi, đâu đổi được những lời tiên Phật thanh. Đừng có hẹn chừng nào con mới rảnh, cảnh thú tà lấp lánh làm sao. Về đi tối thượng tối cao, nhổ lòng khiến thiện đồng bào dân Nam. Ráng đi hiền hậu ta làm, đặng ngày gặp Phật lưng đàn thánh tiên. Nay mai thế sự không hiền, từ đi nhắc nhở nói liền thâm tâm.
Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay bần xin nhắc nhở tất cả đạo đồng chung quy nhất thống nhất một mà thôi. Về việc tu của mình, nếu quý vị đã hiểu rồi thì nhường lại cho tất cả quý vị nào cũng đang tìm hiểu và chưa thông hiểu. Mình tưởng đâu người tu tụng kinh gõ mõ ăn chay trường để đó cầu lại bái mà đắc quả được hay sao? Xin thưa tất cả quý vị, đây là lời nhắc nhở. Lần đầu tiên cũng như lần cuối hay là nhiều lần rồi vậy chứ quý vị đạo tâm, phải ráng cố gắng nhẫn nại, phải cố gắng làm sao cho bằng được, phải hy sinh trọn vẹn với Ngài, với Phật, với thần tiên tại thế. Phải cố đè nén lòng mình khi bốc cháy lửa lòng hoặc rằng tâm tánh sôi sùng sục đó. Khi là nặng nề thái quá bực bội sân si ái ố lìa bỏ đi. Những con vi trùng ấy đang độc hại lắm, ta can thiệp cho nhanh chóng. Và gặp những việc gì trở ngại đưa đến cho mình cũng đừng có buồn. Rồi khi có một cảnh an vui cũng đừng có mừng. Buồn khổ vô tư chỉ một lần, noi theo Phật Pháp đắc kim thân, lo cho mãi mãi rồi cũng hết. Lo riết rồi thôi, quá ngu đần. Bần xin nhắc nhở thêm tất cả quý vị, đừng dội buồn than gian trách bới nữa, vì Đức Thượng Phụ đã xây cầu rồi. Nếu viên nào gặp một cảnh nấy, nếu gieo chi hưởng nấy, quý vị an tâm để lo, chỉnh tề để trở về Phật Pháp, kiểm từ đi đứng nằm ngồi ăn nói nhẹ nhàng có rất tốt đẹp, không thì thôi. Mong quý vị kỹ lưỡng cân nhắc từng tự những việc sai của mình, phải thú tội và biết được, không nên bướng càng mà chôn nhốt sâu đi một cái tội quá lớn. Tuy bây giờ nhỏ, nó sanh trưởng ra đầy nhảy quá lớn. Hôm nay quý vị tưởng tu dễ lắm hay sao? Khó lắm chứ. Mình nấu được cơm, lơ mơ còn ăn không được thì huống gì sự tu. Mong tất cả đồng đạo ráng hoàn chỉnh lại đi, thầm thâm di diệu, phải cố nhẫn nại, mặc tình thế sự khen chê, phận mình tu niệm Bồ đề giữa nương. Mặc ai kẻ nay cường mai nghịch, phận mình lo giúp ích nhân loại, bút thần sáng tỏ sáng coi. Ngày nay bần nói bần dơ giống lập, kêu bá tánh chúng sanh mau gấp, màn trời này ngày sắp sẵn rồi, hạnh dư si dinh nhục người ơi, đâu tồn tại mà ngồi liên tiếp. Cảnh quân hạ ta nên hiểu biết, tu theo thầy siêu diệt phàm gian. Hồn linh kia ở chốn lạnh trang, đáng thanh tịnh coi màn Phật Pháp. Xác thân nọ mưa đơn do táp, ngày trong ngày không gặp tiền nhân. Sáng ngồi tu đừng có bâng khuâng, nay bần dặn về lần yên tịnh nghị. Buổi kiệt đời đừng nên phung phí, sáng đi người ta chỉ cho hồi. Bởi chung sanh bạc bẽo như dôi, đâu nhìn được cơ trời sắp mở. Nam Mô A Di Đà Phật. Mong tất cả quý vị đạo tâm và anh em, ông bà, cô bác đừng có buồn. Sáng đi, tu hành phải chịu cực khổ mới có bằng cấp được, mới Phật chứng minh được. Nếu không cực khổ thì đâu có nhầm gì đâu. Phải ráng nhẫn nại, đừng thốt ra những lời không có nữa. Giữ gìn trong sạch linh hồn, đừng bám bụi rêu rông. Phải cố gắng nhẫn nại, hoàn lương hoàn thiện tất cả mới được. Sự tu của quý vị hôm nay chỉ mới thực tập khơi đầu chứ chưa vào xác định.
Mong tất cả quý vị vào xác định việc rồi thì quý vị hiền vô cùng, không ai bằng hết. Mà thấy xa, hiểu rộng, biết được cuộc đời ngày mai mốt sẽ ra sao. Thì vậy cho nên mong quý vị phải ráng thuận thành đạo hòa, đừng gợi lên phiền não nữa, cố gắng hy sinh giúp được một người ta vượt bên tìm Phật Pháp. Hôm nay bần xin nhắn nhủ tất cả phải ráng cố gắng kỷ cương, khuôn phép lễ độ, đi đứng nằm ngồi, cách xưng hô với mọi người, điều đó là tu học Phật tu nhân. Còn nhân đạo không rồi thì tiên Phật đạo sau rồi. Mong quý vị thần tâm hiểu lý thêm, bần cũng mòn mỏi quá rồi, không gấp rút nghỉ thì kỳ giờ này bần thì khổ bằng gấp trăm ngàn lần nữa kìa. Xin kính mong lời này nhắc nhở. Lời nhắc nhở của người bần sĩ, bơ anh em ai chỉ ráng tường, cố học hành trì chí qua mương, giờ đã khổ tận tường sáng rõ. Nay bần nhắc người thôi đừng bỏ, ráng huệ khai sáng tỏ như đèn. Phải tu hành lánh tục nhiều phen, thoát ra khỏi chốt then phàm trược, mau cố gắng thuyền bơi nước ngược, tạo hiền lành đại phước tu cầu. Bần gửi thơ bốn biển năm châu, lời nhắn nhủ nghe đâu rồi sửa, sửa nhiều tháng nhiều ngày nhiều bữa, ráng trao dồi được giữa từ bi. Đêm kia rồi bần lại dân di, ngồi nhắc đạo sợ kỳ trễ này, mong quý vị tìm về lẽ phải, đừng ở ăn bạc đại tội trời. Chữ danh thôn tạc ý mọi nơi, phải cố gắng đổi đời cho kịp. Nay bần nhắc sáng mà thoát kiếp, hỏi qua trời có dịp đây kề, mong chúng sanh đừng có bỏ bê, mau trực chỉ trở về tiên bao. Bần khai ngộ nhắc đi người đạo, ráng kỷ cương hiền thảo trong lòng, nghiệp bá gia sao quá chất chồng, gây thêm tội não nồng trói buộc. Nay bần sẽ quyết thôi cơ cuộc, thúc muộn sầu khuyên dặn dân tình, cả tiếng kêu bá tánh chúng sinh, mau thức dậy nhìn mình coi thử. Đời tàn khổ trăm ngàn món thứ, còn ghét ưa thù hận gian cầu, xin Phật tiên ngự có cho đâu. Ráng kỹ lượng rồi hầu tồn tại, bần nhắc nhở có trai cùng gái, mau nhận nhường thúc lại khỏi tâm. Chữ tu hành rốt ráo do tâm, hiểu hay biết do bằng trí tuệ, nhờ Đức Phật Đức Ngài bảo vệ cho con trò thoát cảnh luân hồi
đừng xuống lên khổ sở, tanh hôi bần nhắc nhở nhớ rồi bần ta. Mong tất cả quý vị đạo tâm sáng kỹ lưỡng, niệm Phật tâm đi đứng nằm ngồi sửa đổi. Nếu tất cả có việc gì xảy ra, đó là nghiệp quả báo của mình cần phải trả, không nên thối chuyện. Vì đến với ta là của ta đó, và không nên san sẻ những gì bâng khuâng lắm cho mọi người. Nếu ta giúp được người thành, dù ta si cũng không buồn. Ta giúp được kẻ an vui, hơn ta nếm mùi Tây phương cảnh người. Mình mất hạnh phúc, giúp cho người có hạnh phúc thì ta hưởng chung chứ gì. Phải ráng làm sao cho tốt đẹp, miệt mài trong trắng, từng tự cân nhắc rõ ràng, nhắc nhở đạo đồng ở phương xa. Bền tâm luyện đạo hạnh Thích Ca, đừng nên sai mãi nhà với cửa, lọt hết vào thôi địa ngục mà. Nếu hiểu bần hàng nãy nhắc nhở, thì về bánh xé đặng thoát ra. Ngục ám lâu rồi người đâu biết, đó là đường lối của quỷ ma. Nếu ta ở đó cùng chúng nó, thì rồi tự giác lại giác tha, núp bóng cội từ sau tồn tại. Cũng nhờ Bồ Tát nhỏ ma, đức hạnh trao dồi ma quỷ sợ. Niệm tâm từng bữa Đức Di Đà, kỹ lưỡng đi người mau đắc pháp. Đừng nghĩ giờ này tính bãi ba, nhắc nhở làm chi cảnh thêm buồn. Mong ai hiểu được lý thầy xuống, thì nên siêu thoát cho qua khỏi. Trực tiếp giang sơn thẳng cội nguồn, bơ bơ chúng sanh nên để ý. Bình lòng Phật Pháp chớ nên buông. Khi chúng ta tu không kỹ lưỡng thì phải mắc dòng gian nan đó, vì nghiệp báo sẽ chờ đợi mình không xa lắm đâu. Nếu mình tính toán trật, làm chuyện thái quá, tà gian manh, thì chúng ta sẽ lọt vào địa ngục Atula. Nếu chúng ta làm được một việc thiện từ sớm mới tới chiều, mở miệng ra hiền lương chân chính, không tính toán mâu thuẫn đọt nhiều ít của người, và là gia đình của ta vân vân, ta phải cần chuyên kỹ lưỡng về người tu. Trăm ngàn tội lỗi chứ không phải một đâu. Nói lớn tiếng cũng tội, sân si thịnh nộ cũng tội, nóng tánh quá cũng tội, muốn hơn người cũng tội, nói hơn người cũng tội, danh vật của người cũng tội, phê phán người cũng tội, chê bai người cũng tội, khen tặng người cũng tội. Quý vị thấy tội chưa? Muốn còn hết cũng tội, trong mong đợi cũng tội, vui buồn cũng tội, tâm hằng học cũng tội. Mọi việc đều phải tội lỗi hết, tất cả trên đời này gọi là trăm ngàn tội lỗi. Thì hôm nay bần xin nhắc nhở quý vị biết đó là tội cũng. Thì mình phải làm sao? Mình phải dùng đại hùng để được đại từ bi trong sáng cao cả, để chúng ta phá vỡ cái núi tội đó ra mới được. Còn bằng không quý vị, lền lền không bao giờ dứt phát được nghiệp quả tội xưa đâu. Ai cũng có, vì chốn này là chốn bùng mà, gội rửa nhiều đời kiếp thì sạch ngần thôi, đừng phân vân hỏi nữa. Phải ráng cố gắng ngày âu lo nhất một, để trở về tiên Phật Thánh. Nhớ bần dần
từng bước đi, mắt ngó ngay sống mùi. Đi dịu dàng, tánh tâm không bất khuất ngược, không để ma tà lẫn lộn, không để phàm họ lấn gian. Kỹ lưỡng vô cùng khi ăn, nói, đi, đứng, công ăn, việc làm, hành động, nghĩ suy đều là tu cả. Nếu quý vị nào chưa được chọn lành thì bằng nhắc nhở phải ráng cố gắng công phu công quả công trình cho toàn vẹn với các ngài. Còn quý vị nào hiểu được rồi thì phải mau tiến hơn bao giờ nữa, chứ không phải từng mức độ và con số đó đâu. Phải ráng kiên nhẫn, vui vẻ, mát mẻ, thanh lọc trong lòng mình, không có cái gì gọi là dơ bẩn. Hoàng trang thoát tục, dạy bằng kính mong tất cả chư quý vị đạo tăng, ban tín đồ Phật giáo, trong buổi hạ nguyên đến thượng nguyên, khó sống trên đời này, khó tất cả, để rồi lật đời trở lại. Mong quý vị còn đức ân trời ban phước, ráng lo khôi phục tu hành. Nếu kiềm tâm thấy sanh nảy một việc gì, ta sẽ chặn đứng ngay. Ý nghĩ sai lầm ta sẽ biết ngay. Tánh tâm bất loạn ta sẽ biết rồi. Trí óc bị mờ lu ta sẽ hiểu rồi. Ta can thiệp tất cả các bộ đồng, hội đồng bộ trưởng lòng mình chứ. Can thiệp ngay thôi. Nếu mà trễ nãy thì sự nhắc nhở của bần này vô nghĩa lắm. Phải ráng làm sao cho đúng. Phải đi cho đến kết thúc đoạn đường trần gian này, trở về Phật Pháp. Nghe lời bần đi. Ai chửi mình cũng đúng, ai ăn hiếp mình cũng đừng buồn. Ai giành giật hết thì ta khỏi mang mệt lắm. Ai không cho ta ăn thì ta nhẹ bụng thôi. Ai không cho ta mặc thì ta rách rưới. Dùng chăn khố để che cũng được mà, có gì lắm quan trọng đâu. Ráng tu kỹ lưỡng đi bằng nhắc nhở. Trăm mưu tính trăm ngàn tội lỗi đó. Ta không có gì, ta không lẽ cu mang. Nghe lời bằng đi, đừng tính toán nữa. Bao nhiêu cũng không còn đâu. Bị quay lượt trong cái quả địa cầu 67. Quý vị nghĩ gớm ghê chưa? Phải ráng làm sao thường chiều hết. Thương nhau như cắt vậy. Đừng phiền lị nhau nữa, không tốt đâu. Phải ráng cố gắng nhẫn nhường qua lại với nhau như thế nào dồi trao tâm thắng. Kẻ quân tử mình đại nhân thắng. Người ngu mình khôn thắng, người đen tối mình thấy ánh sáng thắng. Họ chửi mình nhịn thắng, họ đánh mình chạy thắng. Họ thưa kiện mình đi hầu thắng. Họ âm mưu cướp bóc lợi gì, làm cho ta phải buồn khổ, ta không buồn thắng. Cho nên hôm nay bần nhắc nhở cũng như cơ đầu tiên ở đây, phải cố trao dồi đạo hạnh, nhắc nhở đạo đồng. Từ đây nhắc nhở đạo đồng, giờ tâm thanh tịnh, giữ lòng thảnh thơi, nhớ lo trao đổi ý lời, đừng đi cũng vậy, đừng rời Phật ân. Niệm xa hay lại niệm gần, niệm ngoài hay lại niệm dần bên trong. Bài này nhắc nhở đạo đồng, phải lo chí thiện dài công mới thành. Mình tu đừng có nảy sanh, điều hư lẽ thiệt làm lành thì thôi. Bần còn làm chuyện mà tôi làm, tôi cho Phật hết rồi bần lui. Nhặt trong ba tánh bùi ngùi, nghe bần thúc gọi phối phôi cơn sầu. Tịnh đi trong giấc canh thâu, lượng bài lục bổn thoát hầu cho qua. Mình tu kiểm việc vậy mà, đạt thành bổ pháp Phật gia ra đời.
trần gian còn mãi lạ lơi, đúng nghiệp cơ trời lý đạo gần khai. Khuyên trong ba tánh ngày nay, từng buồn xuôi gió chuyển lai trở về. Phàm trần sao mãi còn mê, Phật tiên thần thánh đạm chê vô cùng. Miệng kia xưng bá xưng hùng, mà làm không được ngày cùng bỏ tay. Thôi rồi cầu lại Như Lai, Quan Âm Bồ Tát hiện ngay trần đời. Cứu cho thế sự thành thơi, gieo niềm Phật Pháp gieo lời thánh điên. Bần mong quý vị làm hiền, tu cho kỹ lưỡng thường xuyên phép màu. Phép Phật có dấu ở đâu, chính tâm mình có không hầu không sinh. Cầu mãi cầu hoài nhũ tình, cầu cho thiên hạ dân mình thảnh thơi. Cắt y kỳ phận một lời, quan tâm xét kỹ coi đời lâm qua. Bần nghèo tính lại không xa, một mình bạch ngọc chương tòa làm sao. Hy sinh xuống chốn trần lao, đặng khuyên ba tánh đồng bào ráng tu. Tụ sao dẹp ngút mây mù, tu về cửa Phật muôn thu tuyệt vời. Tụ sao hồn xác thảnh thơi, đặng về cõi hội qua trời gần khai. Tu sao ráng tỉnh chớ sai, lục bổn soạn bài thức dậy chép biên. Tu cho thế hệ được hiền, tu cho ba tánh thiện duyên nghe lời. Tu sao thấy Phật đổi dời, thấy tiên lập dị thấy đời đổi thay. Tu thấy núi già làm hay, thấy miền đại đạo phổ lai cơ đồ. Tu hành đâu có bài phô, dặn người hiền sĩ trầm trồ hiển chung. Tu sao thấy sấm nổ đùng, mình còn tồn tại ngày cùng mới thanh. Tu sao chưa chẳng được lành, thấy không hổ thẹn cam đành bỏ thôi. Dù quan dù chức cũng bồi, cũng lo trao trịa cũng dồi lý chân. Tại người còn mày thua hơn, chừng nào ta gọi kiếm đường nắm châu. Bần xin mong tất cả quý vị sáng cố gắng từ buổi này gắn tu cho thiệt, tu cho hiền, tu cho sạch, tu cho có. Đừng để mất nha quý vị, phải kiểm diệt mình, phải thiệt thà chân giáo y như vậy. Không được làm một chuyện phàm tâm đổ thừa Phật Pháp. Kỹ lưỡng vô cùng, đi đứng nằm ngồi, bất cứ đi ở đâu giờ nào. Tuy mình cơ bần áo dài nhưng rất kỹ cương, đậy rồi nghe bần nhắc nhở. Đừng tưởng việc làm của mình ở đó hành động không tội lỗi. Bên ngoài tội lỗi ít hơn bên trong. Bên trong âm mưu thù hận, san sẻ tính toán mâu thuẫn. Mong tất cả quý vị lìa hết những cảnh nó đi là lìa tục đó. Không tham vọng, không tiền tài, không vật chất, không âu lo, không bài biện nhiều sự việc rùm đen, đầy thấu đầu những ma quái. Xin mong quý vị từ tâm quan hệ. Và được sự lưu liếng hôm nay, cầu phúc đức Như Lai Phật Tổ Bồ Tát Ma Ha Tát chứng minh gội rửa cho các cư sĩ và tu sĩ được dạng sự bình an. Đó là giờ bần muốn nhắc nhở. Còn một đoạn thơ là người xưa trở lại. Ngay bây giờ bần không dám chiếc đồ đâu, vì buổi văn mưu gió chưa lặng, mưa chưa ngừng mà. Làm sao bần dám nói ra? Nói ra rồi phải chịu trách nhiệm thiêng liêng trời đất. Bụi gian nguy kẻ mất người còn, chữ tu hành phải đỏ như son,
mới đắc quả mới còn về ngôi gì. Ta ca hát cho ngừa phỉ chí chốn tan bồng dưỡng ký dưỡng thần. Chắc có ngày mình hưởng được tân dân, giờ gặp khổ tảo tầm ngày hay buổi. Mong ba tánh đừng nên dung rồi, bước đường đời cầm cùi cho qua. Về đi bằng tính không xa, nhẹ mình khép lại trần ba nơi miền. Bần muốn nói bần đang điên đảo, điên tinh thơ điên đảo đó thôi. Bần đâu có điên bẩn điên tồi, nhìn trong quý vị rồi thôi thêm buồn. Phải cố gắng đi rồi lệ tuôn ngưng lại, phải hòa đồng đạo phái chung quanh. Phải đem căn bả hồi tanh, để rồi dừng lại đài thần Phật tiên. Chung quyết thống mối viền không nhìn được, đừng bảo ta nước ngược lội bơi. Cùng chung máu thịt sáng ngời, sợ gì không tu tình coi đời long qua. Mong quý vị phương xa cũng vậy, buổi quân tàn nhìn thấy Phật tâm. Để rồi ta lại không lầm, dù đi dù đứng ngồi nằm cũng gian. Trao đổi mãi đừng rên thang nha quý vị, hành bồ đề lấy ý trí mà trí. Tu cho ký lương mau đi, tiền còn chờ đợi rồi bạn của nguy cận kề. Ba giờ ba tánh ráng tu đi, mấy mốt thầy về. Náo nương đất Phật cần kề thiên ban, chừng nào bằng được rảnh rang, chừng nào dân chúng ở quy hàng Phật dương. Chừng nào ba tánh hiền lương, bằng về bằng ý Tây phương phản hồi. Nhắc nhở đạo ôi thôi vô kệ, tìm lý chân lấp bể không lường. Cố hồng trần bằng dẫn dắt qua mương, phải cố gắng nhẫn nhường như một. Bần đã nói trần gian dạy dỗ, bần nay làm mẫu chốt thánh hiền. Sự hồng trần nay đảo lại mây điên, không nghe được bần hiền thiết giáo. Tôi cố gắng xong tình chiều tạo, kết thúc quân rồi ráng giữ đạo cao thâm. Tu cho khéo chớ cõi lầm, lầm đường ma quỷ xa hầm ngục môn. Nay bần dặn chỉ trường tồn đạo đức, thấy chúng sanh cộng lực gây thêm. Mất hết rồi sao bước lên thiền, thiền Phật Pháp công nổi niềm chúa đăng. Bụi gian khổ đừng nên hao thân, dình giữ để hiểu đặng mơ màu. Nay còn đây mai lại có âu, sớm còn đó chiều sầu quanh què. Chỉ cho chúng coi chừng cô lẻ, chỉ cho đời sạch sẽ hưởng nhờ. Cuộc đời tàn bần chẳng mộng mơ, thấy bá tánh niệm giờ còn dài. Bền lập dựng khỏi ta lại bái, mong chiếc thuyền bận lại qua sông. Thôi rồi chúc hết đau đông, thuyền môn đóng cửa đừng trông. Nhắc nhở đạo rắn từng khi an dưỡng, buổi quân tàn kỹ lưỡng để tu. Đừng để sắc nọ ngao du, hồn này hoại diệt ngồi tu ai giờ. Nam Mô A Di Đà Phật.
lời nhắc nhở đạo đồng gần xa cũng vậy, ráng cố gắng tu hành cho kỹ lưỡng, đừng để thất bại kẻ cười chê ta. Đạo phải ra đạo, đời phải ra đời, để siết chặt với nhau, thị chung như nhất, làm lành lánh dữ, để cố tu hành đắc đạo. Mong tất cả quý vị phải tỉnh dậy để sưu tầm chân lý đạo giáo rõ ràng hơn, đừng ích kỷ nữa, phải ráng tu cho kỹ chứ đừng ích kỷ, để rồi gieo một mầm mống tốt đẹp của đức Phật Dương Di Lặc. Mong tất cả các vị được vạn sự bình an, phải ráng làm sao thực tập đường lối cho đúng, trong sáng hiền lành, kỷ cương vô cùng, không ăn bậy nói bậy, cũng không làm việc gì cho phàm trần phải mỏi mắt trông đến ta. Phải ráng làm sao khi ta tàn phế thất thân phải ẩn sâu vào rừng biệt dạng, khi ta đã sai rồi còn sửa được, tàn phế không sửa lại được đâu. Mong quý vị hôm nay là một đẳng cấp cũng quá cao cả rồi, phải ráng làm sao tu cho bằng được, phải cười vui như cây mùa xuân đang đón chờ Đức Di Lặc Vương Phật, phải rồng xả để hy sinh, phải ngồi thuyền nhẫn nhục để đắc kim thân tại thế, vì buổi này đã muôn tàn rồi, không còn chờ đợi lâu nữa đâu, bần nhắn nhủ kỳ này là hết rồi đó. Phải cố gắng quay về quê cha đất mẹ của mình. Mong tất cả chư quý vị thuận thành đạo hòa, ráng hy sinh thêm chút nữa. Lời nói nhẹ nhàng tốt quý cũng là tu, cũng là gặp Phật. Không chê khen, không lo sợ, không ý nghĩ xa xưa bâng khuâng cuồng loạn, thì sự ấy sẽ kết quả. Nay bần nhắc nhở một lần này lời cuối, nhắc nhở chúng sanh để làm lành lánh dữ, để sớm quay về cửa Phật. Nam mô Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn vạn dân bá tánh. Nghe lời bần đi quý vị đạo tâm.